chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung chính sau. Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ mùng 1 tháng 7 năm 2021. Quảng Ninh ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng thủy sản. Nông dân Lâm Đồng trồng nếp quýt hữu cơ cho hiệu quả cao. Thay đổi về cảnh quan môi trường ở xã Tam Đa, xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, luật cư trú năm 2020 vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước đây. Như vậy, thời gian giải quyết đăng ký thường trú của công dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, ngày luật cư trú 2020 có hiệu lực là 7 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng trong bối cảnh khó khăn chung do Covid-19, ngành dệt may và da giày vẫn đạt được sản lượng xuất khẩu cao, khả năng liên kết đã tốt hơn. Điều này đã tạo ra cơ hội cho ngành có bước nhảy vọt trong những năm tới. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo quốc tế ngành dệt may da giày Việt Nam một năm sau Covid-19 và phát triển bền vững được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới doanh nghiệp dệt may và giày dép, khiến nhiều doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược về phát triển sản phẩm và tìm khách hàng mới. Xu hướng ngắn hạn và trung hạn là đa dạng hóa khách hàng, thị trường và sản phẩm là cứu cánh cho các doanh nghiệp dệt may duy trì sản xuất. Còn doanh nghiệp da giày có xu hướng giảm gia công, đa dạng hóa khách hàng. Về dài hạn là xu hướng công nghệ xanh mạnh mẽ và tiếp tục tự động hóa. Dịch bệnh cũng đã khiến cho các doanh nghiệp tăng mạnh nhu cầu liên kết với các doanh nghiệp trong nước, nhất là nhu cầu liên kết về mua bán nguyên vật liệu trong nước để thay thế nguồn cung nhập khẩu bị gián đoạn hoặc có giá thành cao hơn, chia sẻ đơn hàng, đặc biệt giữa các công ty lớn và các công ty vừa và nhỏ. Còn theo Bloomberg, nguồn tin thân cận với hoạt động của Foxconn cho biết, công ty này đã thông báo khoản đầu tư mới 270 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Đồng thời cho biết các công ty lắp ráp iPod đã bổ sung một số dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Theo trang mạng Phonerunner.com, việc chuyển một số dây chuyền sản xuất iPad và MacBook ra khỏi Trung Quốc sẽ giúp đa dạng hóa hoạt động sản xuất và hạn chế những tác động từ căng thẳng thương mại. Các công ty đặt tại Đài Loan, Trung Quốc như Foxconn cũng đang tìm cách di rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc và đến một số nước như Mexico, Ấn Độ. Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp cuối năm, các doanh nghiệp tiểu thương tại Đà Nẵng đang chuẩn bị kế hoạch dự trữ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ghi nhận tại các chợ truyền thống của Đà Nẵng, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt, rau củ quả số lượng dồi dào, giá cả ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ và dự trữ của người dân. Tuy nhiên, sức mua năm nay lại giảm sút hơn so với cùng kỳ. Kinh tế thì nó thua mọi năm thôi. Vì năm nay thì Covid đô nữa, quay trưng thì nói thua mọi năm thôi. Cho còn lại là hàng hóa mạnh mà bỏ mọi người bằng bạc bình thường. Và giá cả vẫn giữ bình thường, không lên giá mà cũng không cho hạ giá. Còn tại các trung tâm thương mại và siêu thị, công tác chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm vào dịp cuối năm cũng đã được hoàn tất. Trong đó, đặc biệt chú trọng các mặt hàng như bánh kẹo, mứt, thời trang may mặc, phục vụ cho các dịp Giáng sinh, Tết dương lịch. Bên cạnh đó, để kích cầu mua sắm, nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi, mua quà giảm giá từ 10 đến 15% cũng được mang đến cho người tiêu dùng. Tình hình thực tế của mình cũng là gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bằng mọi cách siêu thị chúng tôi vẫn giữ đảm bảo những cái giá và bình ổn để đảm bảo cho người dân cũng như là các khách hàng. Giá cả chúng tôi vẫn giữ được những cái giá mà tốt nhất. Để bình ổn thị trường, Sở Công Thương cũng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như nắm bắt tình hình kinh doanh để điều tiết thị trường dịp cuối năm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành chương trình chuyển đổi số, trong đó mục tiêu đến năm 2030, xóa bỏ các giao dịch sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao thông vận tải. Trong đó, đến năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu hướng đến 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử, đồng thời 100% các tuyến đường bộ cao tốc có triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng được triển khai tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, tiến tới xóa bỏ thu phí bằng tiền mặt. Giai đoạn đến năm 2030, mục tiêu 100% phương tiện ô tô sử dụng tài khoản thu phí điện tử để thanh toán cho các dịch vụ giao thông đường bộ. Tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho ngành nuôi trồng thủy sản, trong đó áp dụng công nghệ cao và kỹ thuật tiên tiến để nuôi tôm, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và doanh nghiệp. Với công nghệ BioSpec, nuôi tôm 3 giai đoạn đã giúp doanh nghiệp và các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất và cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với công nghệ và quy trình này, tôm nuôi được cách ly với môi trường dịch bệnh, nuôi được với mật độ dày hơn, quản lý tốt được thức ăn và môi trường nuôi. Công ty của mình thì 2 năm trở lại đây thì đang áp dụng cái quy trình là nuôi tôm siêu công nghệ, nuôi với quy trình nuôi 3 cấp. So với cái quy trình này với quy trình cũ thì quy trình này nó nâng cao được cái năng suất có thể đến hàng trăm đến 120 tấn trên 1 hectare một năm. So với quy trình cũ thì nó sẽ cao hơn gấp khoảng 4 đến 5 lần. Với đặc thù là có diện tích đất bãi triều ven biển tương đối lớn, nhiều ao đầm. Những năm qua, thị xã Quảng Yên đã tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững. Đến nay đã quy hoạch được 6.500 hecta nuôi thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm. Năm 2019, sản lượng tôm của thị xã đạt 2.500 tấn. Hiện tại đối với thị xã Hồng Yên vẫn cơ bản là khuyến khích đối với các cái cơ sở nuôi tôm giữ nguyên cái hiện trạng về hạ tầng nuôi trồng thủy sản và khuyến khích như việc phát triển nuôi thâm canh và siêu thâm canh đối với những đối tượng nuôi chủ lực. Xác định nuôi tôm là một ngành hàng kinh tế quan trọng, tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng rộng rãi các mô hình nuôi tôm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nuôi trong nhà kính, nuôi công nghệ BioFlock, nuôi tôm 3 giai đoạn. Điển hình là những mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại Quảng Yên, Đầm Hà, Móng Cái cho năng suất nuôi trung bình mỗi vụ đạt từ 8 đến 10 tấn một hecta. Thay đổi phương thức sản xuất thường sang làm nếp quýt hữu cơ. Từ một vài hộ làm mẫu, đến nay nông dân ở huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn mở rộng canh tác theo hướng này, vừa tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nếp an toàn, đặc biệt là đảm bảo tốt cho sức khỏe người nông dân trong quá trình chăm bón. Gia đình ông Hoàng Văn Lù ở xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻ hiện đang sản xuất hơn 1 hecta nếp quýt theo hướng hữu cơ. Thay cho việc canh tác thường như trước đây, khâu chăm bón phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thì khi chuyển sang làm nếp hữu cơ chỉ sử dụng phân chuồng và phân vi sinh. Trong khi đó, năng suất tăng hơn 10% với bình quân đạt gần 6 tấn trên 1 hecta, sản phẩm nếp được an toàn. So với những cái loại giống khác thì cây nếp quýt này thì cái năng suất nó cao hơn. Thì trong cái thời gian tới thì gia đình tôi trồng cái nếp quýt. Thấy được hiệu quả sản xuất nếp hữu cơ 3 năm trở lại đây, nhiều nông dân dần chuyển sang áp dụng. Đơn cử cũng ở xã An Nhơn, gia đình bà So khi chuyển sang làm hữu cơ, gia đình giảm chi phí đầu tư bởi tận dụng được nguồn phân từ chăn nuôi để chăm bón. Mô hình sản xuất nếp quýt hữu cơ do Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻ chuyển giao cho xã An Nhơn thực hiện với diện tích đến nay gần 10 hecta, năng suất đạt bình quân 7 tấn trên 1 hecta. Tất cả chi phí quá trình sản xuất thí điểm 3 năm nay được nhà nước hỗ trợ về vốn sống và khoa học kỹ thuật. Tiêu chuẩn yêu cầu sản xuất của thị trường đòi hỏi rất là cao mà phải tốn cái chi phí sản xuất cho người nông dân rất nhiều. Do vậy là cái việc sản xuất thì bà con cũng phải tuân thủ các cái quy trình sản xuất theo đúng theo yêu cầu của cái quy trình sản xuất, và cái giá thành bán ra thì có thể nói trước mắt là làm cái mô hình hữu cơ để cho để đi chào hàng và triển khai để sau này có cái điều kiện để sẽ mở rộng sản xuất. Những ngày này trên khắp các cánh đồng ở xã An Nhơn, nông dân đang tất bật vào vụ thu hoạch nếp quýt đặc sản phục vụ thị trường Tết.
Với tư duy canh tác đổi mới của nông dân và sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp là cơ sở để địa phương này tiếp tục khẳng định sản phẩm lúa gạo Đạ Tẻ, trong đó có nếp quýt đã được công nhận và có mặt trên bản đồ gạo đặc sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Tập trung xóa bỏ các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Chiến lược Quốc gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt. Mục tiêu xác định trong chiến lược là hàng năm giảm 5-10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Giai đoạn 2021-2030, chiến lược xác định xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Còn giai đoạn 2031-2045, chiến lược xác định hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ cả về tiêu chí và số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương, hướng đến mục tiêu sẽ không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12, các cửa khẩu cặp chợ các tỉnh Quảng Tây Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn sẽ kéo dài thời gian thông quan hàng hóa từ 8 giờ đến 20 giờ, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ. Hai cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan, Cốc Nam, Lũng Ngựu thực hiện thông quan từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày, làm việc bình thường vào ngày cuối tuần và ngày lễ. Cặp cửa khẩu Tân Thanh, Pò Chài thông quan từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày, làm việc bình thường vào ngày cuối tuần và ngày lễ. Cặp cửa khẩu Na Hình, Kéo Ái từ 7 giờ đến 19 giờ hàng ngày, nghỉ các ngày cuối tuần và ngày lễ. Mặc dù vậy, Bộ Công Thương vẫn khuyến cáo các địa phương có vùng trồng nông sản lớn cần theo dõi sát tình hình thông quan để chủ động các kế hoạch giao hàng phù hợp, tránh để xảy ra hiện tượng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu. Những ngày gần đây, kết quả quan trắc tại 35 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy chất lượng không khí giảm mạnh. Cụ thể là chỉ số chất lượng không khí AQI chạm ngưỡng xấu và kém với hai màu hiển thị, đó là đỏ và cam. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có 3 yếu tố chính gây ra hiện tượng này, gồm các chất ô nhiễm phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày, thứ hai là do ô nhiễm từ các vùng lân cận và thứ ba là do sự thay đổi của thời tiết. Trong đó, sự thay đổi của thời tiết tác động rõ rệt nhất đến sự gia tăng, giảm chất lượng không khí trong những ngày qua. Trong tình trạng chất lượng không khí như hiện nay, những người bình thường bắt đầu cảm nhận được những tác động tới sức khỏe. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo mọi người nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều hơn trong nhà. Người dân có thể thường xuyên là tuyến đầu tiếp nhận bệnh nhân, nhưng hiện nay nhiều trạm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xuống cấp nghiêm trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thiếu thốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở tuyến cơ sở. Nhiều năm nay, các y bác sĩ tại trạm y tế xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phải làm việc trong dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng tường nứt vỡ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Người dân cũng ít khi đến thăm khám tại trạm, khiến tỷ lệ khám chữa bệnh hàng năm tại trạm không đạt kết quả đề ra. Nhiều khi cũng rất là lo lắng. Cái thứ nhất là về cái không đảm bảo về cái ánh sáng trong các cái phòng làm việc do cơ sở xuống cấp. Thứ hai là về cái vô công tác vô khuẩn cũng không đảm bảo. Vấn đề thứ ba cái an toàn cho người cán bộ nhân viên làm việc cũng như người dân đến khám chữa bệnh. Bởi vì thường xuyên có các cái mảng hồ, mảng bê tông rơi xuống. Mặc dù mỗi tháng, trạm y tế xã Hồi Ninh chỉ thăm khám và điều trị cho khoảng từ 300 đến 350 lượt người, tuy nhiên cơ sở vật chất và trang thiết bị thiếu thốn cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh. Kim Mỹ là xã đông dân đứng thứ nhì của huyện Kim Sơn, tuy nhiên trạm y tế địa phương này cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Phòng sản là nơi phải đảm bảo an toàn nhiễm khuẩn, nhưng tường thì bị ố mốc, cửa mất bản lề, không được sửa chữa. Các sản phụ cũng không thể đến sinh con tại đây. Kim Sơn thì chưa đạt, mà vì chưa đạt đến là do là cái cơ sở tầng chưa có đủ nguồn kinh phí để xây dựng, thì cũng đã chỉ đạo cho trung tâm đến Kim Sơn và phối hợp với huyện và xã để phấn đấu trong 21 phải hoàn thành. Hiện tỉnh Ninh Bình có 141 xã, phường, thị trấn được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Đến nay, địa phương chỉ còn 2 trạm y tế xã Hồi Ninh và xã Kim Mỹ của huyện Kim Sơn chưa được công nhận do cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
Nhiều năm qua, trên khắp các bản làng vùng biên của tỉnh Sơn La đã xuất hiện những lớp học đặc biệt của những thầy giáo mang quân hàm xanh. Đây là lớp học được Bộ đội Biên phòng tổ chức nhằm xóa mù chữ và phổ cập kiến thức cho bà con đồng bào vùng biên. Đây là hình ảnh quen thuộc và mỗi tối ở bản vùng biên Hủy Pá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Đều đặn từ thứ Hai đến Chủ nhật, sau mỗi ngày lao động vất vả, người dân ở đây lại cùng nhau tập trung về điểm trường tiểu học để học chữ. Đây là lớp học do đồn biên phòng Mường Lạn tổ chức để xóa mù chữ cho bà con trong bản. Tôi không biết tiếng Kinh, chưa biết chữ, nên đến đây để được bộ đội dạy nói, dạy viết, đi học chữ để biết làm ăn, để cuộc sống bớt khó khăn hơn. Rất cảm ơn các thầy bộ đội biên phòng. Trong thời gian khoảng 2 tiếng mỗi tối, giữa bốn bề núi rừng lại vang lên tiếng EA, tập đánh vần của những học viên đặc biệt. Những đôi tay chai sạn, chỉ quen cầm cuốc, trang ngô, nay lại vụng về, tập cầm cây bút, viết chữ. Trong lớp, có những người đã ở độ tuổi làm ông, làm bà, nhưng lần đầu tiên mới biết đến con chữ. Bản thân cũng tự tìm tòi, đấy, nghiên cứu các giáo án, giáo trình của thầy cô. Qua đó là nhằm truyền đạt phương pháp làm sao nó dễ hiểu nhất đến với học viên trong lớp. Đối với địa bàn xã Mường Lạn là một xã đặc biệt khó khăn, thì tình trạng mù chữ và tái mù chữ cũng tương đối lớn. Chính vì vậy mà trong thời gian qua thì đơn vị đã phối hợp với phòng giáo dục huyện Sốp Cộp tổ chức được 5 lớp xóa mù chữ. Do lớp học mở ở các bản vùng cao, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, nên các cán bộ biên phòng đã trở thành người thầy giáo cắm bản. Trong thời gian 3 tháng của khóa học, họ đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và dạy chữ cho bà con. Hiện nay, chương trình giảng dạy của các lớp xóa mù tương đương với kiến thức học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Khi kết thúc khóa học, các học viên cơ bản biết đọc, biết viết để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Xã Tam Đa là một trong hai xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Mặc dù là địa phương có xuất phát điểm thấp khi xây dựng nông thôn mới, song đến nay xã Tam Đa đã có sự phát triển và đổi thay ở nhiều lĩnh vực, trong đó vấn đề môi trường và cảnh quan nông thôn đã được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nếu như trước kia, hai bên những con đường trục chính trong xã Tam Đa tồn tại nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường, thì nay đã được thay bằng những con đường hoa sạch đẹp. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các hội viên phụ nữ đã làm thay đổi cảnh quan đường làng ngõ xóm. Toàn xã có 8 tuyến đường hoa ở 3 thôn, Ngũ Phúc, Cự Phú và Tam Đa. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi thì chỉ đạo tất cả các chi tổ trước hết là phải trồng các tuyến đường hoa để cho tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Môi trường ở xã Tam Đa đang được cải thiện từng ngày, có sự góp sức không nhỏ của các hộ gia đình. Đây là địa phương có tỷ lệ hộ dân duy trì phân loại rác hữu cơ tại gia đình ở mức cao. Hiện nay 70% số hộ gia đình trong xã vẫn làm đúng quy trình phân loại rác thải sinh hoạt, nhờ đó giảm lượng rác phát sinh ra môi trường, giảm sức ép cho việc thu gom rác. Các cấp lãnh đạo tuyên truyền trong các hội nghị thì vẫn chấp hành, có ý thức thì bây giờ cứ thu gom phân đi, xử lý khối rác tại gia đình phân theo loại rác, nên sạch lắm, các dọc đường là sạch sẽ chứ nó không bừa bãi như trước. Xã Tam Đa đã phát huy tốt vai trò của các hội đoàn thể, các tổ thu gom rác cùng vào cuộc với chính quyền trong việc bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân xã có nghị quyết thôn nào để ứ động rác thải tại khu dân cư gây ô nhiễm thì thôn đó sẽ bị cắt các phong trào thi đua. Hộ gia đình nào xả rác thải ảnh hưởng đến cộng đồng đều bị ngăn chặn kịp thời và xử phạt theo quy định. Đa số các hộ gia đình đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ trong nhà đến ngoài ngõ, thực hiện tiêu chí ba sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Quang cảnh nông thôn, đường làng ngõ xóm đến mỗi gia đình nói chung là rất là sạch sẽ, phong quang. Trong thời gian tới thì đảng ủy và ủy ban xã tiếp tục là có các cái giải pháp để nâng cao các cái tiêu chí về môi trường, vận động các cái ban ngành đoàn thể vào cuộc, thành lập các cái tổ thu gom cũng như là các cái câu lạc bộ nói không với chất thải rắn, câu lạc bộ về không sử dụng túi ni lông. Tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao là tiêu chí khó, đòi hỏi sự chung tay của chính quyền địa phương và người dân mới đem lại hiệu quả cao. Môi trường trong lành, sạch đẹp sẽ giúp người dân được thụ hưởng thành quả của xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần tại địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh đẹp vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.